Sáng nay, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì buổi tiếp đoàn chính quyền thành phố Yokohama, Nhật Bản do ông Sedeuki Kanazawa, Tổng Giám đốc Cục Quản lý và Tái chế Rác Thải làm trưởng đoàn nhân chuyến thăm và làm việc tại Đà Nẵng. Tại buổi tiếp, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự phối hợp tích cực của chính quyền thành phố Yokohama trong việc triển khai các chương trình hợp tác giữa hai thành phố, đồng thời đề nghị thành phố Yokohama tiếp tục quan tâm cùng với thành phố Đà Nẵng triển khai thành công dự án thúc đẩy phân loại rác thải tại nguồn và tái chế rác thải 3R giai đoạn 2, đồng thời tiếp tục vận động các tổ chức của Nhật Bản tài trợ cho các dự án trong lĩnh vực quản lý đô thị môi trường. Trao đổi tại buổi tiếp, ông Sadayuki Kanazawa, tổng giám đốc cục quản lý và tái chế rác thải khẳng định thành phố yokohama sẵn sàng hợp tác với đà nẵng trong việc trao đổi kinh nghiệm hỗ trợ công nghệ xử lý nước thải phân loại rác tại nguồn đồng thời đề nghị trong thời gian tới hai bên cần tiếp tục đẩy mạnh giao lưu trao đổi kinh nghiệm hợp tác văn hóa